Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Long Quyên Thịnh Nhật ạ. Đến từ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Vâng, bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng ạ. Vâng, ngày nào cũng vậy, ở cái khung giờ 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ buổi tối hàng ngày. Hiện tại lên sóng báo giá cho bà con một lô máy nha. Tuy có 10 con ngày nào cũng vậy, có 10 con thôi ạ, nhưng mà từ cái hình thức máy này cho tới công suất máy cho đến giá tiền máy rất đa dạng. Hôm nay tiếp tục lại có Maruyama, có Echokurit, có Mitsubishi. Maruyama một con công suất cỡ lớn và cuối cùng ngày nào cũng vậy, một con 4 thì duy nhất nha. Vâng, tất cả tình trạng máy, công suất máy, nhất là giá tiền máy đã báo rõ ràng trên video rồi. Bà nào chốt con nào, chọn con nào, lưu ý liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại em vừa nói trên nó để đặt hàng. Các bác có thể liên hệ qua tin nhắn số điện thoại hoặc là Zalo hai số điện thoại đó để đặt hàng cho các bác. Hình thức mua bán không lấy cọc các bác, cửa hàng sẽ không lấy cọc các bác 1.000 nào hết. Và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền bóc ra kiểm tra máy, test nổ máy, ok ngon lành, đúng cái con mình đặt mua, đúng hàng máy chất lượng, đúng hàng Nhật thì mình mới giao tiền cho nhân viên giao hàng cơ ạ. Đây là không có cái trường hợp ở cửa hàng quay một con như vậy, nói hay như vậy mà vừa gửi va với con như ở các bác, có một số bác bảo là treo đầu dê bán thịt chó nha. Các bác cứ bóc hàng thoải mái cho em ạ, về kiểm tra thật kỹ càng trước khi giao tiền cơ ạ. Vâng, và bây giờ sẽ review chi tiết từ con 1 để các bác dễ dàng lựa chọn. Như mọi khi, trước khi review sẽ hướng dẫn cách sử dụng ạ. Tất cả những con bình xăng dưới sáng ra hết xăng vào lâu ngày không sử dụng đều phải nhấn nút bơm xăng phụ, nút bơm xăng phụ là hết ạ. Nút bơm xăng phụ đã bấm đã lên xăng rồi thì mình phải đóng cái nia lại. Le thì 99% nó bên tay phải, giống như con số 1, số 2, số 3 này. Bắt đầu khởi động, nhấc lên, rồi thả xuống. Đó là lúc sáng ra hết xăng vào lâu ngày không sử dụng thì mình làm cái thao tác như vậy. Còn khi mà nó nổ như bây giờ thì không cần phải bơm xăng nữa, không cần phải đóng nia nữa đâu ạ. Ga lên một tí, giật nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Vâng, lô chữ Y ngày 14 tháng 10, Y1 dành cho những bác nào đặt kỹ yếu tố. Thứ nhất, tiết kiệm xăng. Thứ hai, ổn định. Thứ ba, dễ giật nổ lên hàng đầu tiên đầu bảng ạ. Chọn Y1 ngày hôm nay. Một con Maruyama như các bác thấy ạ, từ cái form dáng này thiết kế rất gọn gàng, nhẹ nhàng nha. Điểm công của con này là sử dụng bộ trụ giật trợ lực bằng con kéo, nghĩa là các bác chỉ cần kéo lên thôi, thả xuống là nổ. Chế ga ngang qua model, chế một kim, một chồng chế siêu tiết kiệm xăng này ạ. 4 túp liên, tay ga giữ, đầu bo chắn cỏ đi nguyên bản, đầu bo ngập chống cuốn cỏ cho các bác. Vâng, và Y1 chỉ có 1.300.000 đồng thôi ạ. 1.300.000 đồng, Maruyama phân khúc 23cc lỏng 32 đi ạ. Chưa được cốt kéo thì sao ạ? Đó, các bác chỉ cần từ từ này, không cần phải giật khỏe, không cần mất sức đâu ạ. Dành cho những bậc cao tuổi, chị em phụ nữ không có sức khỏe nhiều lắm, đeo máy nhẹ nhàng, phân khúc không phải nhẹ nhất ạ. 23cc lỏng 32 đi rồi. Đó, còn kéo giật này. Đó, cái kéo lên từ từ thôi ạ. Đó, thả xuống cái cốt giật nổ máy cho mình ạ. Đó, cực kỳ nhạy nổ như các bác. Đó, cứ từ từ kéo thôi ạ. Thả xuống, cốt giật nổ máy cho mình ạ. Vâng, Y1 chỉ 1.300.000 đồng, giá đã bao gồm chi ship đến tận nhà cho các bác và làm món phụ kiện kèm theo ạ. Phụ kiện kèm theo mặc định khi các bác chọn máy, gửi máy cho các bác đó là dao dài, bắp phát cước, dây đeo, tip mở buji và mở đầu ra, lục giác nha các bác. Vâng, Y2 cũng vậy ạ. Tương đối là xuất sắc, cũng đến từ thương hiệu Maruyama như em nói ở trên, như hầu như video nào em cũng nói đấy ạ. Nếu mà xét về yếu tố ổn định, tiết kiệm xăng, nó thuộc hệ hàng đầu bảng với những thương hiệu Maruyama này đấy ạ. Vâng, một con Maruyama tương đối là đẹp nhạ, các bác thấy đấy ạ. Rin nguyên bản hết từ cái bình xăng rin này, trắng tinh 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 nhạ. Phiên bản này cũng có trợ lực cho các bác, trợ lực cực kỳ nhẹ nhàng nhạ, từ cái giật giật này, nó còn trắng tinh 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 nhạ. Bộ giật có trợ lực, chế ga ngang qua model, chế một kim, bố tum liên, tay ga giữ công tác luôn trên tay, đầu bo rin cho các bác. Vâng, và cũng chỉ có giá 1.600.000 đồng thôi ạ. Y2 1.600.000 đồng cho thương hiệu Maruyama phân khúc 26cc lỏng 34 ly ạ. Vâng, xin tiết lộ con số Y2 ngày hôm nay ạ.
Maruzang Mark 26cc lòng 34 ly con số i2 chỉ 1.600.000 đồng, đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác và là món phụ kiện kèm theo ạ. Vâng, vừa phải túi tiền. Với những thương hiệu Etoqurit với như con số i3 này, nó cũng là một trong những con đời cao. Với bác nào sử dụng cho mục đích công việc gia đình, cái túi tiền phải chăng thôi ạ, mà thích những con đời cao thì i3 là sự lựa chọn cho các bác nha. Etoqurit 22cc lòng 31 ly các bác ạ. 22cc lòng 31 ly với phiên bản chế ga ngang Wamoro, chế một kim. Như các bác đã thấy đấy ạ, không có một điểm gì chê đâu ạ. Tương đối là xuất sắc ạ. AT22 22cc lòng 31 ly với phiên bản bố tum liền. Tay ga giữ, công tác luôn trên tay. Đâu bò điên cho các bác. Và chỉ có giá 1.100.000 đồng thôi ạ. I3 1.100.000 đồng cho thương hiệu Etoqurit phân khúc 22cc lòng 31 ly ạ. Vâng, i3 1.100.000 đồng cho thương hiệu Etoqurit phân khúc 22cc lòng 31 ly. Vâng, sang tới con i4, với bác nào thích một trong những con hàng nghề, những dòng phát chuyên nghiệp, phân khúc 26cc lòng 34 ly, không để ý cái hình thức bên ngoài nhiều lắm ấy, chọn những con i4 này này với cái mức giá 1.550.000 đồng cho một con 26cc lòng 34 ly để mà đặt cái chỉ tiêu của mình độ bền lên hàng đầu ấy ạ. Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác đấy ạ. Đó, như các bác thấy đấy ạ, cái sơn này hơi nó chảy một chút xíu thôi, nói chung là chả ảnh hưởng gì đến máy móc cả. Tình trạng thì nó rin nguyên bản hết cho các bác đây ạ. Vâng, với phiên bản Etoqurit SRM 265 26cc lòng 34 ly với phiên bản tay ga giữ, công tác nguyên nhân tay, đầu bò chắn cỏ rin nguyên bản cho các bác. Vâng, con này đang sử dụng chế Wamoro, chế bơm xăng tự động, chế vú bơm lớn, chế ca đứng, chế quả gà nha. Đó, nhìn chung với những phiên bản đời này cũng là một trong những con cũng tương đối đấy ạ, chứ không đến nỗi xấu lắm đâu ạ. Em chỉ nói là so với những thương hiệu Marijangma hoặc là một số dòng phát gia đình khác thì cái hình thức bên ngoài thì nó không được đẹp đâu ạ. Nhưng mà chất lượng máy cho đến đồ thay tháo với những phiên bản này chụp kiểu 26cc lòng 34 này, nó cực kỳ sẵn luôn nhạ. Và như em vừa nói đấy ạ, nó là một trong dòng phát chuyên nghiệp đấy ạ. Chuyên nghiệp ở cái mức gọi là công suất cỡ trung bình, ngày các bác phát thể có thể phát 7-8 tiếng, những cái phiên bản này đều được hết đấy ạ. Và chỉ có giá 1.550.000 đồng i4 ngày hôm nay ạ. Vâng, xin tiết lộ i4 1.550.000 đồng cho thương hiệu Etoqurit phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ. Vâng, i4 1.550.000 đồng. Vâng, sang tới i5, i6, i7, i8 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi. Hôm nay dàn Mitsubishi cũng tương đối là xuất sắc nha. Và đặc biệt hơn con i5, i6 ở cái mức giá 1.650.000 đồng này cho phiên bản Mitsubishi TL231 phiên bản trục giật trợ lực le tay đỏ rin nguyên bản 100% này, cũng là cái mức giá bán xả cho các bác đây ạ. Và với tất cả những con mà TL23, 231 thì bên đó có thể định khi các bác chốt chậm chút hụt, em đều có những con tương tự để phục vụ các bác nha. Và tất cả những các bác nào mà chốt chậm chút hụt mà muốn chốt con tương tự, bên đó có thể định nha, buộc phải có Zalo nha, sử dụng Zalo. Thì ở cái Zalo đó thì em mới gửi hình ảnh hoặc là video một con máy tương tự sang được. Chứ còn cũng có một số bác ấy, tin tưởng quá, cứ gửi về cho tao đi, tao không bao mà đâu mà sợ. Dạ, em không bán hàng kiểu đó nha. Ít nhất khi các bác chốt đơn bên đó thì các bác phải biết hình ảnh nó là như thế nào. Thì chung là em gửi máy, em không đi cọc các bác thì em cũng thoải mái.
nên là em mới gửi, chứ còn bây giờ tù mù về nhà bảo tôi chữa ưng cái nọ, tôi chữa ưng cái kia, nói chung là khó lắm, khó ăn khó nói lắm ạ. Đây là khi các bác chốt tương tự, nhất là những bác cao tuổi ạ, các bác thông cảm, buộc phải có Zalo thì em mới chốt con tương tự nha. Còn với những mặt hàng Mitsubishi TL261 phiên bản trục giật trợ lực lìa tay đỏ, hoặc là Maruyama con công suất cỡ lớn này, hoặc là Honda, với những dòng này thì nó cũng có nhiều. Để xin lỗi các bác, em không chốt con tương tự nha. Tối nào cũng có đó, nhưng mà một video chỉ có 1, 2, 3 con thôi ạ. Quay trở lại video i5 và i6 như em vừa giới thiệu đấy ạ. Tương đối là xuất sắc nha. Mitsubishi TL231 23cc lòng 32 ly phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ nha. Le tay đỏ sử dụng sao ạ? Bắt đầu khởi động, bơm xăng đã, con nào cũng phải nhấn nút bơm xăng phụ hết. Đóng le, khi nào nổ ga lên, kết quả ga đã nhảy thì le đỏ nó cũng nhảy nha. Đó, ga lên, nó nhảy, tự khắc nó nhảy lại. Đó, như các bác thấy đấy ạ, không có điểm xấu đâu ạ. Tương đối là xuất sắc, đều là phiên bản tay ga giữ, đầu vào hết cho các bác. Vâng, i5 1.650.000 đồng, i6 cũng vậy, 1.650.000 đồng, đều đến từ thương hiệu Mitsubishi TL231 phân khúc 23cc lòng 32 ly ạ. Vâng, xin tiết lộ con số i5 trước ạ. Vâng, i5 chỉ 1.650.000 đồng nha. Và các bác có thể nghe tiếng máy kèm nó nha. Từ cái tốc độ tua máy với những thương hiệu Mitsubishi TL ạ, nó là một trong những phiên bản tua nhanh nhất đấy ạ. Tốc độ tua máy, đồ đạc thay tháo sẵn, tiết kiệm rằng nó cũng thuộc hệ đầu bảng hết. Và ở cái mức giá 1.650.000 đồng, em xin nhắc lại một lần nữa là gần như tất cả các kênh bán lẻ khác ạ, không ông nào bán cái giá một con Mitsubishi TL231 23cc lòng 32 cái giá này đâu ạ. Cái giá này là các bác chỉ mua được một trong những con Maruyama 23cc lòng 32 ly của các kênh khác thôi ạ. Bên lúc thì định các bác đã sở hữu một con máy xịn sò nhất ở cái tầm phân khúc này rồi đấy ạ. Vâng, i6 cũng vậy nha, i5 i6 như em vừa review đó, hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau, giá tiền cũng như nhau ạ, cũng 1.650.000 đồng. i6 cho thương hiệu Mitsubishi TL231 phân khúc 23cc lòng 32 ly phiên bản trục giật có trợ lực chế le tay đỏ. Vâng, em xin nhắc lại một lần nữa, i5 và i6 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi TL231 phân khúc 23cc lòng 32 ly. Hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau và đều chỉ có giá là 1.650.000 đồng ạ. À. Vâng, i7 thì nhỉnh hơn một chút tiền nữa thôi ạ, à, có hơn 100.000 đồng thôi. Thì các bác mua được TL23 phiên bản tum rơi, tum nhôm nha. Và với những phiên bản TL23 như hôm qua em cũng đã review đó, không phải nó ngon hơn hai con 231 này mà nó đắt hơn 100.000 đồng ạ. Đắt hơn chỉ là vì cái tum là tum rời thôi nha các bác. Và để sử dụng cho mục đích phát cỏ không thôi ạ, cũng không quan trọng là tum rời hay tum liền đâu. Còn để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, ngoài cái việc phát cỏ ra mà muốn gắn cái đầu máy và xịt thuốc hay là độ chế cái gì đó thì các bác phải chọn những con tum rời. Nó đơn giản là như thế vậy thôi, nó cũng chẳng có khác gì nhau đâu ạ. Vâng, i7 Mitsubishi TL23 với phiên bản chế ga ngang qua model 2 kim chỉnh, bố tum rơi, tum nhôm bộ côn 260, tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác. Vâng, i7 hôm nay cũng chỉ có giá 1.750.000 đồng thôi ạ. 1.750.000 đồng i7 cho thương hiệu Mitsubishi TL23 phân khúc 23cc lòng 31 ly ạ.
Vâng, i7 1.750.000 đồng ạ. Vâng, ba con quế hôm nay cũng vậy ạ. i8, i9, i10. Ba con ngày hôm nay cũng không có con tương tự để phục vụ các bác đâu ạ. Nhưng mà ngược lại, tối nào cũng có video hết. Khi các bác chốt chậm chốt hụt gặp vào những phiên bản như những con i8, i9, i10 này, các bác thông cảm, chịu khó chờ video tiếp theo. Bác nào chốt trước thì sẽ được trước nha. Tại vì với những mặt hàng này, nói thật với các bác, ở cái lúc mà cái thời điểm mà hàng nó nhiều đi chăng nữa ấy ạ, nó cũng là cái một trong những hàng hot. Và nhất là cái thời điểm này hàng Mitsubishi hay là một trong những dòng Honda nó ít về ấy ạ. Mà để mà những con đẹp phần trăm như thế vậy thì nó cực kỳ được khá. Không có nhiều đâu nha. Đấy, nếu có thể định thủ hàng thì bây giờ với con hàng thôi ạ. Vâng, i8 tiếp tục là một con Mitsubishi TL261. 26cc lòng 33 lít, rin nguyên bản 100% cho các bác với phiên bản trung giật trợ lực chế le tay đỏ, hai kim chỉnh nha. Và với những phiên bản như 261 trợ lực le tay đỏ này, nó cũng là một trong những phiên bản phân khúc 26cc lòng 33 lít đắt tiền nhất, xịn sò nhất so với tất cả những cái thương hiệu khác đấy ạ. Bố tum rơi, tum nhôm với côn 260, tay ga giữa, đầu bo chắn cỏ rin nguyên bản cho các bác. Vâng, i8 hôm nay vẫn giữ giá cho các bác thôi ạ. 2.650.000 đồng ạ. 2.650.000 đồng i8 cho thương hiệu Mitsubishi TL261 khúc 26cc lòng 33 lì ạ. Vâng, i8 2.650.000 đồng ạ. Và hôm nay cũng có một trong những con máy lớn nha. Với những dòng máy lớn bên nhọc, những dòng máy Nhật bãi mà bình xăng dưới, và một số anh em thợ gọi là một trong những mặt hàng hệ ạ, là một trong những mặt hàng chính hãng, đời cao, người dân sản xuất cho người dân sử dụng, thì nó cực kỳ ít nha. Cũng có ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng có bác hỏi ở sao không lấy lòng ít đồng 40 về vào bán nha. Dạ, có rất nhiều hỏi, không phải riêng gì bác đó hỏi đâu ạ. Nhưng mà với những cái dòng nòng lớn bên Nhật mà những cái dòng máy bị trắng dưới này gần như là không có đâu ạ. Video nào cũng vậy, nó chỉ có một con để phụ các bác thôi. Hôm nay một con Marikyama 32cc lòng 38 lì nha. Và đây cũng là một trong những con lòng lớn thiết kế gọn gàng nhẹ nhàng nhất ở cái tầm phân khúc này nha. Nghĩa là con này 32cc, nó là một trong những con 32cc nhẹ nhất so với Mitsubishi, so với Zenwatt Komatsu, so với Robin hoặc so với tất cả các thương hiệu khác nha các bác. Với tình trạng của em nó thì rin nguyên bản, bao rin nguyên bản 100% cho các bác nha. Sử dụng chế ga ngang Komodo, chế một kim, một dòng chế cũng siêu tiết kiệm xăng rồi. Lốc máy chắc chắn rồi, với tất cả những thương hiệu mà được Yamaha đều có dập đổi, Meridian dập đổi hết. Máy lớn nhưng mà nó thiết kế bố tum 260 nha, nghĩa là nó vừa với lại những cái tum của những con Honda GS25 này, vừa với tất cả những con Mitsubishi TL23, 26 hay là Maruyama 23. Nói chung là với những thương hiệu mà máy lớn này thường thường nó thiết kế với tum lớn, tum 30 cơ ạ. Nhưng em vừa nói đấy ạ, đây là một trong những con máy lớn đeo nhẹ nên nó phải thiết kế tum nhỏ, bố tum 260. Nó cũng là một trong những dòng tum thông dụng đấy ạ. Tay ga giữ công tác luôn nhân tay, đâu có chắn cò rìm cho các bác. Và chỉ có giá 2.350.000 đồng thôi ạ. i9 2.350.000 đồng cho thương hiệu Maruyama phân khúc 32cc lòng 38 đi. Để em khẳng định với các bác, với những con Maruyama 32cc lòng 38 đi, các kênh khác thì các bác muốn kiểm tra, kiểm chứng được cái giá của nó ạ, các bác có thể hỏi người ta Maruyama 32cc lòng 38 đi rất đầy bao nhiêu tiền. Khẳng định với các bác không có giá dưới 2.600.000 đồng đâu ạ. Nhưng bây giờ thì vẫn giữ giá cho các bác với những thương hiệu này, 2.350.000 đồng i9 nha các bác. Vâng, xin tiết lộ con số i9 ngày hôm nay ạ.
Vâng, i9 chỉ 2.350.000 đồng cho thương hiệu một trong những con máy lớn nha. Và ở cái tầm tiền này thì nếu mà để mà so với máy lớn, những con bình răng dưới hàng hệ thì nó cũng ở cái cỡ trung bình thôi ạ, chứ không phải đắt tiền lắm đâu nha các bác. Có những thương hiệu rẻ tiền hơn và có rất nhiều những cái thương hiệu đắt tiền hơn đấy ạ. Vâng, con cuối cùng ngày hôm nay i10 tiếp tục là một con Honda GS 25 nha. 25 Honda GS 25 bữa nay thì giấc này, bữa trước tầm tháng trước ạ, mình nông cơ thành định những dòng Honda 25 này nó mà đầy, các bác lấy xỉ cũng có. Nhưng bữa nay mong các bác những mặt hàng này ạ, mong các bác nhìn lấy xỉ thông cảm, em đã nói ở trên rất nhiều video, nói trước cách đây nửa tháng trước rồi ạ, không nhận mặt hàng xỉ những cái mặt hàng này nha. Tại vì sao ạ? Em bán lẻ cũng chưa đủ số lượng. Tại vì những bác bán mua xỉ nhưng mà nhiều khi cũng có một số khách quen đấy ạ, thì các bác cũng mua có một con thôi. Nhưng mà các bác đã mua nhiều lần rồi, có thể có những bác mua 20 lần, 30 lần bên đâu thì, nhưng mà lúc nào cũng chốt có 1-2 con thôi, nhưng vẫn phải tính cái giá xỉ. Nói thật với các bác, ở cái thời điểm này mong các bác thông cảm, cảm thấy ạ, các bác chấp nhận cái mức giá này mua được ạ, thì các bác hãy chốt đơn nha. Còn để mà và với những mặt hàng này mà phải bớt giá thì xin các bác thông cảm. Nói thật với các bác là em không thể bán được ở cái giấc này nha. Vâng, i10 tiếp tục là một siêu phẩm đến từ thương hiệu Honda. Honda GS 25 25cc lòng 35 đi, zin nguyên bản 100% cho các bác. Và để mà phần trăm những con mặt hàng nghe, những cái dòng phát chuyên nghiệp mà để được nhiều đẹp như thế vậy à, cũng là ở cái giấc này cũng là cực kỳ ít, cực kỳ hiếm rồi các bác ạ. Với phiên bản Honda GS 25 thì nó sẽ là 25cc lòng 35 đi, với tất cả những mặt hàng chính hãng, lốc máy đều có dập nổi, Honda GS 25 dập nổi. Với phiên bản bố tum rơi, tum nhôm, bộ quần 260, tay ga giữ nha các bác, tay ga giữ, công tác luôn nhân tay. Đâu bỏ, chắn cỏ rin nguyên bản, rin tư ga tới dép cho các bác. Và giá hôm nay của nó sẽ là 2.700.000 đồng ạ. 2.700.000 đồng i10 cho thương hiệu Honda, một con 4 thì duy nhất trong nội bộ tối hôm nay. Honda GS 25, 25 cc lòng 35 mình, Made in Japan sản xuất ạ. Vâng, i10 2.700.000 đồng ạ. Với vừa báo giá cho bà con một lô máy có 10 con thôi, như đầu video giới thiệu đây ạ. Rất nhiều thương hiệu máy, phân khúc CC cho đến giá tiền máy để các bác dễ dàng lựa chọn. Khi các bác chốt đơn, các bác lưu ý liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để được hàng. Với bác nào chốt chậm, chốt hụt hoặc là chưa tới thời gian mua, hoặc là chưa đúng cái thương hiệu mình cần mua, các bác có thể nhấn nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Ngày nào cũng phát sóng hết từ khung giờ 6:30 cho đến 7:00 buổi tối hàng ngày nha các bác. Với kết thúc video tại đây, xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.